chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Henny nè. Thì hôm nay như mọi người đọc trên tiêu đề đó, mình sẽ làm một cái video gọi là This Decor, tức là mình sẽ trang trí là hết bàn học của mình luôn. Thì cách đây khoảng tầm gần một năm trước thì mình có làm một cái video là This Tour giới thiệu cho mọi người bàn học của mình. Nhưng mà mình nói thiệt là cái bàn học lúc đó nó rất là nhiều chi tiết luôn, nên là nhìn rất là lộn xộn và nhức mắt. Nên là mình đã quyết định trang trí lại nó. Và mọi người cùng chờ xem mình đã biến bàn học của mình từ như này thành như này như thế nào nhé. Ok, nhớ coi tới cuối video clip này đó, tại vì mình quay rất là cực luôn á, rất là tốn nhiều thời gian luôn. À mà mọi người đừng quên follow Instagram và Facebook của mình nữa nha. Ok, giờ thì chính thức bắt đầu nè. Hôm nay thì mình nhận được một cái bưu phẩm để mình mở ra cho mọi người xem bên trong này là gì nha. Thì đây là những cái đồ mà mình mua để mà trang trí lại thôi. Và shop đóng gói rất rất là cẩn thận luôn á mọi người. Mình xé không biết là bao nhiêu lớp bubble wrap mới ra được luôn á. Thì link mua hàng tất cả các sản phẩm này mình đều để ở dưới phần mô tả, nên là mọi người nhớ check nha. Ok la, và giờ mình đã gọt xong hết cái đống bubble wrap ra rồi. Thì để mình giới thiệu cho mọi người những gì mà mình mua nha. Thì mình có mua giấy note nè, rồi thêm mấy cái tấm postcard cái mọi người. Nhưng mà bây giờ mình để ở đâu mất tiêu mấy cái tấm giấy note luôn. Rồi mấy cái tờ để mà dán lên này nữa nè. Mình cũng dùng ở đâu mất tiêu hay là ai lấy mình cũng không biết luôn. Mới dùng được duy nhất một tờ một á, rồi mất hết nguyên đống luôn. Ngoài ra thì mình có mua thêm vài cuộn washi tape nè, và được shop tặng một cái con gấu bóp bóp. Mình có thấy ở trên Shopee bán mấy cái khung gỗ này, nhưng mà giá nó kiểu hơi bị chát đó mọi người. Nên là nếu như bạn nào muốn thì cũng có thể tham khảo nha. Nhưng mà mình thì thay vào đó mình dùng cái khung giấy khen để mà trang trí luôn. Mình mua thì giá khá là rẻ thôi, tầm 40-50 nghìn gì đó, nhưng mà trang trí vẫn y chang luôn nè. Nội dung hình thức vẫn rất là ok nha. Và đây là thành quả sau cùng nè, nhìn rất là xinh xẻo luôn ha mọi người. Ok, và đến cái tủ này thì mình nhớ giá không lầm của nó thì là 90 mấy, khoảng tầm gần 100 ngàn á. Và sau đó thì mình sẽ dùng mấy cái sticker của mình để mà dán lên để cho nó nhìn xinh hơn một chút xíu. Đối với mấy cái ngăn này thì mình sẽ để một vài cuộn washi tape của mình nè. Mấy cái đồ linh tinh mà đa số để cho nhìn qua cái hộp trong suốt thì nó đẹp hơn á mọi người. Gom tẩy nè, rồi hộp đựng len, rồi sticker. Tiếp theo thì mình có order của một bé kia được mấy cái này nè mọi người. Đây là mấy cái sticker dán á, mình mua để mà dán lại cái laptop của mình. Nhưng mà không ngờ đâu nó toàn là mèo mọi người ơi. Cũng may á là cái laptop của mình có một vài cái sticker sẵn, nên là không có sợ nguyên cái laptop của mình toàn mèo méo meo mèo meo. Nói chung là nhìn cũng xinh mà đúng không mọi người. Mọi người thấy bàn học như vậy cũng khá là ok la rồi đúng không? Nhưng mà khi mà mình gỡ mấy cái tấm ảnh ra thì trời, nó banh chành cái bàn của mình luôn mọi người ơi. Tại vì nó bị lõm chởm á. Do là mình dán mấy cái này lên nên là phải chịu như vậy thôi. Thì mình quyết định là phải sơn nó lại. Thì mình sơn trước một lớp nhưng mà nhìn nó vẫn lõm chởm như là chó đốm. Nên là mình lại phải xịt thêm một lớp nữa để cho nó giữ cố định, với lại là nhìn nó bóng bẩy hơn một xíu á. Mình khuyến cáo là nếu như mọi người làm như mình thì nhớ đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài làm nha, chứ không nó hôi kinh khủng luôn á. Và đồng nghĩa với việc sơn là mình phải ghim hết tất cả mọi thứ đem xuống đây nè, để mà mình sơn lại hết cái bàn của mình. Tên tên, thì hôm nay mình nhận được hai bưu phẩm luôn. Thì trong cái bưu phẩm đầu tiên này là mình đặt từ ở bên Trung á, tại vì cái kho của shop là ở bên Trung chứ không phải là mình order tao bao nha. Tất cả mọi thứ trong video này hầu như mình đều đặt ở trên Shopee cả. Thì ở đây mình có đặt lịch nè để mà dán kế cái bàn học của mình, rồi mấy tấm postcard này để mà mình trang trí lại phòng của mình. Nói chung là cái bưu phẩm này đa số là liên quan tới đồ decor phòng, nên là mình không có quay cho mọi người coi được. Nhưng mà chắc chắn là trong video room tour 2020 chắc chắn thì mọi người sẽ thấy những cái món này nha. Rồi giờ xong phần đó rồi đó, thì liên quan một chút xíu thì mình có đặt được mấy cây bút này nè, tại vì mình thấy nó dễ thương nên là mình đặt luôn. Còn ở cái bưu phẩm thứ hai này thì mình đặt về phụ kiện máy tính. Bạn nào mà xem TikTok của mình rồi thì chắc sẽ biết á, thì hai cái này dùng để trang trí là cái máy tính Casio của mình, tại vì bây giờ nó banh chành, nó chóc hết mấy cái nút rồi đó. Thì mình mua một cái là để dán phím, dán lại cho nó thấy được mấy cái chữ ở trên đó để mình còn bấm, chứ bây giờ nó mất tiêu hết trơn rồi còn thấy gì đâu mọi người ơi. Mình toàn phải coi của đứa kế bên á, coi cái nút đó là cái nào rồi mình mò theo, hoặc là mình nhớ thì mình bấm á. Đã có bên trong rồi chắc chắn phải có bên ngoài, thì mình mua cái đề ca này để mà dán lại cái ốp của mình á, tại vì bây giờ nó cũng thấy ghê lắm rồi. Thì mình dán lại bằng cái đề can hình Luffy này nè, tại vì mình rất là thích Luffy luôn á. Hướng dẫn sử dụng thì shop có ghi bên ngoài rồi. Mình dán xong rồi sau đó mình miết lại, rồi sau đó dùng quạt lửa để mà hơ á.
Mình sơn hết cái bàn rồi á, thì bây giờ tới khung mà dọn dẹp vô. Thì cái khung đầu tiên mình sẽ dùng để mà để sách với lại là một vài từ điển rồi đồ linh tinh của mình. Ngăn thứ hai thì mình sẽ dùng để một cái bức tranh hình con thỏ và một cái bức tranh hình nhóm của mình. À quên, bonus thêm một cái loại điều ước mà mình được tặng nữa nè. Tiếp theo, hôm nay mình đã nhận được hai bưu phẩm một lượt luôn. Trời ơi, mình trông ngóng bưu phẩm này lắm luôn rồi. Thì đây á, ở trong này thì mình có đặt một cái bộ kit làm cái may á mọi người. Còn may thì mọi người chờ video room tour thì mọi người sẽ biết nha, hoặc là lên TikTok của mình nha. Tiếp theo là một cây đèn cảm ứng. Cây này thì mình thấy nó khá là tiện nhưng mà nó nhỏ hơn so với mình tưởng tượng nên là hơi buồn xí. Còn đây cái món đồ quỷ quái mà tiền ship nó nặng hơn tiền hàng luôn nè mọi người. Đây là một cái ghế ghế mà dạng ngồi uống cà phê á. Mình cũng biết sao mà nó có cái mác Việt Nam Airlines nữa, không biết nó có được đi máy bay về không ha. Tại vì cái này hình như mình nhớ mình cũng đặt từ kho nước ngoài hay gì á, không nhớ rõ nữa. Và cái ghế này màu trắng nên là đó là lý do duy nhất mà mình mua, tại vì nó rất là hợp với cái bạn của mình. Yeah. Mọi người lưu về cái blog một ngày đầu hè thì cũng biết mình có đi mua một số đồ để mà về trang trí lại phòng á. Thì mình cũng đã rinh được một ít đồ như là mấy cái rổ rồi chậu cây rồi nè. Thì cái rổ này mình dùng sẽ để đựng mấy cái scrunchie của mình để cho nó gọn lại hơn nè. Kế bên cái đống scrunchie của mình thì mình sẽ để một cái lọ rỗng, không có đựng gì hết, để trang trí thôi mọi người. Và xong một ngăn rồi nè. Theo một ngăn nữa thì mình sẽ để một cái bức tranh hình con thỏ của mình. Tiếp theo là một chậu sen đá, thì đây là sen đá nhưng mà là sen đá giả nha mọi người. Giá cũng khá là rẻ á. Và thêm một cái hộp bánh quy. Bánh này thì là bé Mít tặng cho mình nè, mình để đây để sẵn tiện thì ăn luôn. Tiếp theo là một cái đồng hồ, nhưng mà tại vì kiểu mình suy nghĩ lại á thì mình quyết định là mình dẹp cái đồng hồ đó ra và mình để một cái lọ này vào. Cái lọ này thì mình cũng dùng từ mấy cái lọ giống như mấy lọ bánh đâu đó, rồi mình làm ra. Thì mấy cái đồ này cũng là đồ decor thôi đó. Mình để mấy cái bông mà mình còn dư trong lúc mình làm đám mây nè, thêm một vài cái phụ kiện trang trí rồi bỏ vào cái charm vô là thành một cái lọ rất là xinh như thế này rồi. Cái này rất là đơn giản luôn á, với lại là dễ làm nữa, thì mọi người có thể tham khảo thử nha, tại vì nhìn nó cũng khá là xinh mà đúng không? Ở một diễn biến khác thì mình sẽ dùng cái lọ này để mà để mấy cái bút màu của mình. Thêm một cái lọ hồng xinh xinh như thế này nữa thì mình sẽ dùng để những cái bút nè, rồi mấy cái thước, rồi mấy cái đồ khác luôn. Nói chung là dụng cụ học tập hết đó mọi người. Và bây giờ thì tới bước sắp xếp nha. Thì mình để một cái kệ đó đó, phía dưới thì mình để sách tô màu của mình nè, với lại một vài quyển sách rồi tập đồ của mình. Phía trên này thì là một cái tủ mini với một cái hộp nhạc. Bạn nào mà coi cái blog My Night Routine của mình đó thì cũng biết mình sơn cái hộp này nè mọi người. Thì kiểu ban đầu mua là nó màu xanh nhưng mà mình đem về mình sơn thành màu trắng luôn. Rồi mình để mấy cái đồ như là thời khóa biểu nè, mấy cái sticker của mình nè, với lại những cái đồ linh tinh khác luôn để cho nó gọn gàng và không có bị rườm rà. Tiên tiên, hôm nay mình lại nhận được một bưu phẩm tiếp theo. Thì bưu phẩm này bên ngoài mình nhìn đó, mình cũng không biết là cái gì nữa, nhưng mà tới khi mình mở ra với là mình nhìn tên ở trên đơn hàng á thì biết đây là cái đồng hồ mà mình đặt để mà để trên bàn học. Nói chung là nhìn khá là xinh ha mọi người. Đây là đồng hồ đèn led á. Và đây mình đã decor xong cái bàn của mình rồi. Mọi người nhìn rất là khác so với cái bàn lúc ban đầu luôn á. Tại vì kiểu mình đang làm cho nó tối giản lại á. Mình biết là mình còn nhiều thiếu sót lắm, tại vì sơn nó vẫn còn chưa đều, nó còn lởm chởm với lại còn một vài thứ nữa. Nhưng mà nói chung mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, và mình cảm thấy cái bàn này mình rất là ưng luôn. Không biết mọi người thấy sao nữa. Thì video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Bạn đã thích đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh channel của mình nha. Tạm biệt mọi người.